Người học Phật nhất định phải luôn luôn tôn kính, đảm bảo, quý trọng kinh điển và không làm thân Phật chảy máu. Kinh văn, nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, làm nhiêu nhuốc tăng ni, hoặc tứ tình hành dâm trong chốn giả lam, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế hết phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng, nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Thường trụ tức là đạo tràng và có bốn loại, tứ trụ thường trụ, đó là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền thường trụ, thập phương hiện tiền thường trụ. Một thường trụ, đạo tràng thì luôn luôn tồn tại và thường xuyên có người xuất gia trú ngụ, cho nên gọi là chốn thường trụ của thường trụ. Thường trụ là chỗ ở của tăng chúng. Vậy thì thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Những thứ gì của thường trụ có thể bị xâm phạm hao tổn? Đó là thực phẩm, đồ ăn, thức uống và tài vật thuộc về thường trụ. Phàm những người chưa xuất gia mà đến ở trong chùa thì cần phải biết cúng dường cho chùa. Nếu quý vị ở chùa vài ngày rồi bỏ đi, chẳng hề cúng dường thường trụ gì cả. Như thế tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ và trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Vậy thì thế nào mới là không xâm tổn của thường trụ? Thí dụ quý vị đến ở trong chùa và có thể cúng dường thường trụ một số tiền tương đương với phí tổn mà quý vị phải trả nếu ở trọ nơi khác. Như thế thì quý vị không xâm tổn của thường trụ. Do đó tôi chủ trương rằng tất cả các đệ tử quy y của tôi hãy đến bất cứ đạo tràng nào thì đều phải nỗ lực trợ giúp đạo tràng đó và tuyệt đối không được xâm tổn của thường trụ. Xâm tổn của thường trụ tức là bóc lột tài sản của chùa, làm cho tài sản của chùa bị hao hụt sút giảm. Chúng ta đã không giúp đỡ được thì thôi, chứ đừng bao giờ xâm phạm gây tổn thất cho chùa. Những người không hiểu Phật pháp cứ cho rằng ở trong chùa thì khỏi tốn kém gì cả, nên tha hồ lợi dụng cơ hội. Điều này nếu chưa hiểu Phật pháp thì còn có thể châm chế cho được, nhưng sau khi đã hiểu Phật pháp rồi thì dứt khoát là không nên xâm tổn của thường trụ nữa. Đừng nói là người tại gia, ngay cả tôi tuy là kẻ xuất gia, sau hễ đến trú ở bất cứ thường trụ nào, tôi đều có cúng dường đôi chút. Thí dụ nếu ở nhà trọ mỗi ngày phải trả 5 đồng, thì tôi cúng dường cho thường trụ đó một nửa số tiền, tức là 3 đồng. Ở lại chùa nào tôi cũng đều cúng dường cả, trừ phi chính mình thật sự không có tiền mà thôi. Nếu quý vị quả thật là không có tiền thì không sao, nhưng nếu có tiền thì chớ nên xâm tổn của thường trụ. Cho dù là người xuất gia cũng không nên xâm tổn của thường trụ. Bởi thường trụ ví như đại địa là nơi trú ngụ của đại chúng. Nếu quý vị phá hoại phung phí của thường trụ, khiến cho đại chúng bị thiếu thốn, không đủ ăn, thì quý vị có tội rất lớn. Riêng cá nhân mình thì dẫu có đói đến chết cũng chẳng hề chi. Nhưng nếu quý vị làm cho những người xuất gia đang sống trong thường trụ này không còn gì để ăn, cũng không được ai cúng dường, tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ vậy. Bởi dân dĩ thực phi thiên, người dân xem cái ăn là trời, xem sự no cơm ấm áo là điều thiết yếu. Cho nên nếu quý vị khiến cho người khác không còn gì ăn, tức là quý vị đã tạo tội rồi vậy. Cho nên chúng ta những người nghiên cứu Phật pháp, hễ ở lại bất cứ chùa nào thì đều nên tùy khả năng mà cúng dường cho chùa đó, không nên xâm tổn của thường trụ. Quý vị tạm trú tại chùa, cúng dường dù có ít so với tiền thuê phòng trọ thì cũng được coi là quý vị đã hết lòng. Chớ nên chỉ ở rồi bỏ đi, chẳng cúng dường một chút gì cả. Hai, thập phương thường trụ, đạo tràng là nơi mà chư tăng từ khắp mười phương đều có thể trú ngụ, nên gọi là thường trụ của mười phương tăng. Ba, hiện tiền thường trụ, chư tăng hiện đang trú ngụ ở đạo tràng được gọi là hiện tiền tăng. Bốn, thập phương hiện tiền thường trụ, chư tăng từ khắp mười phương đến đạo tràng thì đều được dự phần. Điều này bao gồm cả đồ Phật của vong tăng. Thế nào gọi là vong tăng? Vong tăng tức là vị sư đã viên tịch. Sau khi một vị sư viên tịch, những đồ đạc của vị ấy để lại có thể là những món đồ quý giá hoặc bảo vật đắt tiền cũng không chừng, bởi giữa các tăng nhân không có gì là nhất định cả. Sẽ được thập phương hiện tiền thường trụ phân chia. Tăng vật thuộc hiện tiền thường trụ thì chỉ dành cho chư tăng hiện đang tạm thời trú ngụ tại chùa, những vị đến sau không có phần. Còn của thập phương hiện tiền thường trụ thì bất kể là đến trước hay đến sau, chư tăng đều có thể cùng nhau, cùng chia nhau di sản của vị sư đã viên tịch. Làm nhơ nhuốc tăng ni. Tăng ni là người xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Có rất nhiều người dã man, độc ác, nhẫn tâm làm nhơ nhuốc phẩm hạnh thanh tịnh của tăng ni, cưỡng bức các tỳ kheo ni làm điều dâm loạn, những kẻ ấy đều mang tội rất nặng. Hoặc tứ tình hành dâm trong chốn giả lam. Giả lam là nơi thanh tịnh yên tĩnh như đạo tràng, chùa chiền, tự viện,
Tứ là phóng túng, không tuân giữ quy củ. Không tuân giữ quy củ là gì? Đó là không tuân giữ thanh quy, tùy tiện hành dâm ở chốn đạo tràng thanh tịnh. Những nơi có hình tượng Phật thì không được hành dâm làm điều ô uế, nếu phạm thì bị khép vào tội tứ tình hành dâm. Thuở trước, có một người nọ mắc phải chứng bệnh năm căn thường bị ung nhọt lở loét, bèn đến thỉnh vấn ngài Mục Kiền Liên về nguyên nhân bệnh trạng của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời người ấy rằng, bởi trong đời quá khứ ông đã phạm tội tứ tình hành dâm trong chốn Già Lam, do đó đời này phải chịu quả báo năm căn thường bị làm độc ghẻ lở mắc nhiều chứng bệnh. Đây là nói về người nam, song nam hay nữ thì cũng vậy, bất luận là ai hễ không giữ phép tắc thanh quy, tùy tiện làm điều dâm loạn ở chốn đạo tràng thì đều bị đọa địa ngục cả. Đến khi ra khỏi địa ngục, nếu được đầu thai làm người thì nam căn hoặc nữ căn thường bị ung nhọt hoặc mắc phải các chứng bệnh nan y không chữa trị được, cho nên nhân nào quả nấy, quý vị nhất định phải tin ở luật nhân quả, bằng không sau này sẽ phải nhận lãnh quả báo khổ sở, hoặc giết hoặc hại. Có khi những kẻ độc ác đó vì việc cưỡng hiếp không thành, bèn nhẫn tâm ám hại hoặc giết chết nạn nhân. Hạng người như thế, những kẻ xâm tổn thường trụ, ô phạm tăng ni, tứ tình hành dâm trong chốn chùa chiền, phải giết hoặc giết hại người xuất gia, phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Họ cầu mong được thoát khỏi địa ngục, song kỳ hạn thì lâu dài đến vô lượng vô biên, không thể tính kể. Có người cảm thấy rằng Phật Pháp càng học càng khó khăn, càng học càng bị gò bó mất tự do. Kỳ thực không học Phật Pháp thì sau này sẽ hoàn toàn bị mất tự do. Còn học Phật Pháp thì chỉ hiện tại tạm thời bị mất tự do mà thôi. Bây giờ quý vị học Phật Pháp thì đây chính là lúc thiện căn tăng trưởng. Trái lại, nếu không học Phật Pháp thì nghiệp chướng sẽ gia tăng. Nghiệp chướng tăng trưởng thì sự mất tự do ấy sẽ là mất tự do vĩnh viễn. Song thiện căn tăng trưởng thì sự mất tự do trong hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Nếu quý vị muốn mãi mãi mất tự do thì khỏi học Phật Pháp. Còn nếu muốn trong tương lai được tự do thì tạm thời chịu khó mất tự do đôi chút. Đối với người học Phật Pháp, sự mất tự do này rất ngắn ngủi và không đáng kể. Nhưng với kẻ không học Phật Pháp thì thời gian bị mất tự do ấy dài đằng đẵng. Vậy quý vị hãy tự cân nhắc thiệt hơn xem mình phải làm như thế nào. Kinh văn: Nếu có chúng sinh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác. Hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: Nếu có chúng sinh giả làm sa môn, có bốn hạng sa môn: tứ chủng sa môn, thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ô đạo sa môn. Một, thắng đạo sa môn. Thế nào gọi là thắng đạo sa môn? Chư Phật và chư Bồ Tát đều được gọi là những bậc thắng đạo sa môn, tức là hạng sa môn chối thắng hơn hết về đạo lý. 2. Thuyết đạo sa môn. Hạng sa môn này lấy việc giảng kinh thuyết pháp là lẽ sống, và đó chính là những bậc đại đức cao tăng đã chứng quả A-la-hán. 3. Hoạt đạo sa môn. Đây là hạng sa môn sống đời vì đạo, lấy việc tu đạo là lẽ sống. 4. Ô đạo sa môn. Ô là ô uế không thành khiết, hạng sa môn này làm ô uế hết đạo, và đây chính là hạng sa môn được nói đến trong đoạn kinh văn này. Sa môn là tiếng Phạn và có ba nghĩa. Ba nghĩa này thật ra không phải là ba mà là hai nghĩa. Hai nghĩa này đúng ra chẳng phải là hai mà là một nghĩa. Phật pháp kỳ diệu như thế đấy. Vậy chữ sa môn có một nghĩa thì một nghĩa đó là gì? Đó là cẩn tức. Sa môn có nghĩa là cẩn tức, siêng năng dứt bỏ. Cần là cẩn mẫn siêng năng, còn tức là hưu tức, và có nghĩa là dứt bỏ, ngừng nghỉ. Cần cũng có nghĩa là không lười biếng, và tức hàm ý lười biếng, không siêng năng. Thế nên có thể nói rằng đó là hai ý muốn của một con người. Một đằng thì lười biếng và một đằng thì siêng năng. Lười biếng trèo kéo rủ dê siêng năng, đừng đi làm nữa, phải hưởng thụ đôi chút chứ. Siêng năng khuyên can: Ồ, anh đừng lười biếng, hãy theo tôi tinh tấn tu tập. Vì sa môn phải tự đấu tranh, giằng co với hai tư tưởng như thế. Hễ bên nào có thế lực hơn thì bên đó thắng. Siêng năng mạnh hơn thì lười biếng thua cuộc, lười biếng mạnh hơn thì siêng năng bại trận. Vậy đây là một người có hai ý muốn là cần và tức, siêng năng và biếng nhác. Và đó cũng là chính là hai nghĩa của từ ngữ sa môn. Còn nói sa môn có ba nghĩa là gồm có những gì? Cần siêng năng được chia làm ba loại, và tức dứt bỏ cũng được phân thành ba loại. Ba loại cần là gồm những gì? Đó là cần tu giới, định huệ, sinh tu giới,
sinh tu định và sinh tu huệ, còn ba loại tức chính là tức diệt tham sân si, dứt bỏ tâm tham lam, dứt bỏ tâm sân hận và dứt bỏ tâm si mê. Giới là gì? Giới chính là chẳng làm điều ác, vâng làm việc lành, trừ ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Ngoài ra giới cũng chính là chỉ ác phòng phi, chấm dứt các việc ác, không làm điều ác nữa và ngăn ngừa những sai lầm mà mình có thể gây ra. Có bao nhiêu loại giới, căn bản thì có ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngoài ra còn có bát quan trai giới, sa di thập giới, tỳ kheo giới, 250 giới điều, bồ tát giới, 10 trọng giới và 48 khinh giới. Tỳ kheo ni giới, 348 giới điều, có người nói là tỳ kheo ni giới có đến 500 điều, song cũng không đáng kể vì hiện nay đa số tỳ kheo ni đều thọ 348 giới điều. Định là do tham thiền tĩnh tọa tu tập mà có được. Muốn có định thì phải tu tập, không tu tập thì không thể có định. Vì sao người tu hành phải thường xuyên tọa thiền? Thường xuyên tọa thiền tức là cách tu định từng chút một. Lúc mới bắt đầu tĩnh tọa thì quý vị chưa có định, cho nên cái tâm của quý vị cứ chạy lăng xăng, hết lên trời thì lại xuống địa ngục, không đến chỗ Phật thì cũng vào chỗ Bồ Tát, hoặc có khi lại vào cả chuồng ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo. Cái tâm này quý vị thấy đó, không cần mua vé mà bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục nó cũng đều có thể đến được cả. Vì sao cái tâm này cứ chạy lung tung khắp nơi như thế? Bởi vì quý vị chưa có định. Bây giờ quý vị tu định, tức là thâu nhiếp cái tâm ấy, tập cho nó hết chạy tới chạy lui, không còn lăng xăng, lên nam xuống bắc hoặc vào đông ra tây nữa. Có người thắc mắc, vì sao cần phải tu định? Không có định thì cũng đâu có sao. Quý vị xem kìa, khiêu vũ, múa hát, chẳng phải là thú vị hơn sao? Định là nghĩa lý gì? Cứ ngồi yên một chỗ như khúc gỗ thế kia thì có lý thú gì đâu. Các tượng gỗ, tượng đất ngồi chơ chơ ở đó, đó thì có ích lợi gì? Tôi thấy như thế quá khô khan, thiếu tình cảm. Tu định thì có lợi ích gì kia chứ? Thật ra tu định vốn không có lợi điểm nào cả. Chẳng qua là nếu muốn có trí huệ thì trước hết quý vị cần phải có định. Không có định thì không có được trí huệ. Nếu tâm mà quá tán loạn thì không thể có định. Không có định tất sẽ không có trí huệ. Bởi trí huệ có được là nhờ định. Do đó quý vị muốn không còn si mê thì cần phải tu định. Có một người nói rằng trong lúc tọa thiền, anh ta luôn có cảm giác như mình sắp bị rớt xuống khe núi cho nên rất sợ hãi. Đúng thế, đó là khởi đầu của sự đắc định. Và lúc bấy giờ quý vị chớ sanh lòng sợ hãi. Hôm nay nhân pháp hội này tôi sẽ giảng thêm đôi chút. Trước đây tôi có nói là trong khi ngồi tĩnh tọa, lắm lúc quý vị cảm thấy như có dĩa mực đen hoặc tấm sắt lớn lơ lửng trên không và cứ trượt rớt xuống đầu mình, hoặc là đạn nguyên tử sắp nổ tung ngay trên đầu mình. Thế thì lúc đó quý vị phải làm gì? Lúc đó quý vị không nên chấp tướng, không nên bám trụ vào cảnh giới. Bởi nếu chấp tướng thì quý vị sẽ dễ bị rơi vào ma cảnh. Thế quý vị chấp tướng thì sẽ có đạn nguyên tử nổ tung trên đầu quý vị thật. Còn nếu không chấp tướng thì sao? Thì tất cả sẽ rất tĩnh lặng, yên ổn, không việc gì. Và nhất định quý vị sẽ thắng được chúng ma. Quý vị có định thì ma quỷ nào cũng sẽ chạy trốn hết. Cảm giác thấy mình như sắp bị rớt xuống vực sâu muôn trượng chỉ là thứ vọng cảnh hư dối, không có thật. Tại sao lại là vực sâu thăm thẳm? Đó là biểu thị nghiệp chướng của quý vị. Nghiệp chướng mà quý vị đã tạo tác từ những đời trước cho đến nay còn thâm sâu hơn cả vực thẳm đó nữa. Vậy này biết được là mình nghiệp chướng nặng nề sâu dày như thế nào rồi, thì quý vị hãy mau mau tu tập, trở nên sanh tâm sợ hãi nữa. Lại nữa, đôi khi đang ngồi tĩnh tọa, quý vị bỗng cảm thấy rất tự tại. Tự tại, tự tại, chân tự tại, một thứ tự tại rất khó hình dung, rất khó diễn tả. Và nếu đạt được cảnh giới tự tại này thì quý vị sẽ quên tất cả, bởi sắc giới trước vị thiền. Chúng sanh ở cõi sắc giới chấp trước vào thiền vị, vì hương vị của thiền na đem lại niềm vui sướng không gì sánh bằng, hơn hẳn mọi loại ma túy. Cảnh giới đó thật khó mà diễn tả bằng lời được, chỉ có thể nói đó là thứ tự tại, chân tự tại, khó thể hình dung, nói không lại. Và như người uống nước ấm lạnh tự biết, ví dụ quý vị uống nước trà, nước nóng hay nguội, thì chỉ có một mình quý vị là biết rõ thôi. Trường hợp này cũng vậy, cảnh giới tự tại này chỉ có những người từng trải mới hiểu được mà thôi. Thế nào gọi là người từng trải? Đó là những người đã từng đi qua con đường này, đã có kinh nghiệm về cảnh giới này. Nhờ vậy quý vị vừa nói ra là họ liền biết quý vị đang ở giai đoạn nào hoặc đã đạt tới trình độ nào ngay. Hiện nay trong số quý vị có người đã dụng công tu tập và sắp đạt tới cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa của tứ thiền. Tuy nhiên,
Cảnh giới ấy cũng không đáng kể lắm, quý vị chớ cho rằng như thế là tài giỏi, bởi đó là chuyện rất bình thường. Tu thiền chỉ cần có thành tâm và chuyên cần thì ai ai cũng có thể đạt được cảnh giới như nhau. Vì cảnh giới tự tại vui sướng đó vốn không gì sánh bằng, cho nên được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, sắp xa lìa mọi phiền não, đạt được sự vui sướng, đó cũng là một trong các thứ định vậy. Huệ tức là trí huệ, có trí huệ thì có ích lợi gì? Có trí huệ thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tại sao hiện nay có nhiều người sống một cách điên điên đảo đảo, cứ lấy khổ làm vui? Đó là do họ bội giác hợp trần, họ thờ ơ quay lưng lại với đạo lý giác ngộ để hợp cùng đạo lý lục trần. Tại sao họ hành động như vậy? Bởi họ không có trí huệ, chính vì si mê nên họ mới lầm lẫn lấy khổ làm vui mà lại không biết rằng như thế là si mê nhất. Quý vị nghe giảng kinh không cần phải nghe cho nhiều, chỉ cần nghe hiểu một chữ then chốt rồi đem áp dụng thì sẽ thấy được sự lợi ích bất tận của chữ đó. Như trong câu cần tu giới định huệ thì chỉ cần nắm được một chữ cần thôi là đủ rồi. Cần mẫn tu giới, cần mẫn tu định, cần mẫn tu huệ. Phải cần mẫn tu tập thì mới có sự thu hoạch, có sự chứng đắc. Không cần mẫn tu tập thì không chứng đắc được gì cả. Do đó quý vị nhất định phải cần mẫn tu tập, phải vâng lời và tuân theo sự giáo hóa của sư phụ mình. Bây giờ nói đến chữ tức trong câu tức diệt tham sân si, dứt bỏ tham sân si. Vừa rồi tôi có nói chữ tức này còn có nghĩa là lười biếng. Vì sao ư? Chữ tức này vốn có nghĩa là đình chỉ hoặc nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi không phải là lười biếng thì là gì? Nghỉ ngơi tức là lười biếng. Lười biếng tức là đình chỉ, là ngừng lại, không tiến thêm nữa. Đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho tham sân si được nghỉ ngơi, được về hưu, chúng ta không cần dùng đến chúng nữa. Hãy khiến cho tâm tham, tâm sân, tâm si đều đình chỉ. Quý vị không nên tham muốn gì nữa, ngay cả mọi vật chất hưởng thụ của thế gian. Cũng đừng giận dữ, đừng nổi nóng, đừng để cho lửa giận bùng lên. Hãy đem tánh nóng nảy, đem lửa giận ấy ra bố thí đi. Bố thí cho ai? Hãy bố thí cho tôi, bố thí cho sư phụ. Sư phụ cần có những ngọn lửa giận thật lớn, cần phải rất nóng tánh để khiến cho đệ tử nể sợ. Chứ nếu sư phụ cứ hiền hòa dịu dàng như cái gối bông thì các đệ tử sẽ không kiêng sợ. Không sợ thầy thì họ sẽ không chịu tu hành. Mà không tu hành tức là lười biếng vậy. Trên đây là nghĩa cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si của từ ngữ sa môn. Mà tâm chẳng phải sa môn. Có nhiều người gian trá giả làm sa môn thôi, chứ không phải thật. Thầm tâm họ chẳng hề thực hành đạo hạnh của bậc sa môn. Họ không siêng tu giới định huệ, cũng chẳng dứt bỏ tham sân si. Trái lại còn dám nói rằng tham sân si càng nhiều thì càng tốt. Và khuyến khích mọi người tốt nhất là hãy quên hết giới định huệ, chẳng cần nhớ gì cả. Đó chính là hạng sa môn giả hiệu, hư ngụy, và tâm của những kẻ đội lốt sa môn này không hành hạnh từ bi, không tu hạnh nhẫn nhục, không hành lục độ vạn hạnh. Họ có dụng tâm không làm phận sự của một vị sa môn. Thế thì họ làm gì? Họ mượn danh nghĩa sa môn để dễ bề phá hoại lạm dụng của thường trụ. Đồ vật của thường trụ dù là những thứ lạc phạt nhất, tầm thường nhất như một tờ giấy chẳng hạn, chúng ta cũng không được tùy tiện phung phí vứt bỏ bừa bãi. Tại sao? Bởi tuy chỉ là một mẩu giấy nhưng tích tiểu thành đa, từ một tờ mà lâu ngày dồn lại cũng thành nhiều. Do đó tùy tiện phí phạm một tờ giấy cũng là lạm dụng, làm hao tổn của thường trụ. Có câu rằng dù là một lá cây, một cọng cỏ cũng chẳng được không cho mà lấy. Người ta không cho mình mà mình tự tiện lấy, như thế là trộm cắp. Cho dù đó chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, song hễ chưa được chủ nhân cho phép mà mình đã lấy, tức là trộm cắp vậy. Bất cứ đồ vật gì của người khác chúng ta đều không được tùy tiện sử dụng. Quý vị dùng đồ của người khác mà người đó lại không biết, như thế cũng là ăn trộm, là phạm giới trộm cắp. Lại có câu, dù là một cây kim, một sợi chỉ đều là của bố thí. Những gì người ta đem cho chùa, dù là một cây kim hay một sợi chỉ đều gọi là của bố thí. Do đó chúng ta không được tùy tiện phá hoại lạm dụng của thường trụ. Phàm là đồ vật thuộc về thường trụ thì dù là người xuất gia sống trong chùa cũng không được tùy tiện lấy đem cho kẻ khác. Trường hợp đó là vật sở hữu của riêng mình thì không sao. Thí dụ quý vị có cái áo không mặc nữa nên đem cho người khác, như thế thì được. Còn nếu là đồ vật thuộc của chung của cả chùa thì ngay cả một sợi chỉ cũng không được tùy tiện đem cho người khác để lấy cảm tình. Bởi đó gọi là mua lòng cá nhân, muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình, muốn kết thân với dụng ý riêng. Nếu quý vị muốn làm cho kẻ khác có ấn tượng tốt về mình, để họ thích hộ pháp và cúng dường riêng cho cá nhân mình, thì đó là điều hết sức sai lầm. Tất cả mọi người cần phải đặc biệt chú ý điểm này.
Vậy không cần nhiều, dù chỉ một tờ giấy, một sợi chỉ, thậm chí một hạt gạo của chùa mà thôi. Nếu quý vị vì tình cảm riêng tư mà tự tiện đem cho người khác, tức là quý vị phá hoại lạm dụng của thường trụ. Phàm là người xuất gia, đồ đạc của riêng cá nhân mình thì mình có quyền tặng cho người khác, song đối với những thứ thuộc của chung thì cho dù là một cây nhang, mình cũng không được tự tiện đem cho người khác. Gạt gẫm hàng bạch y, áo trắng là chỉ cho hàng cư sĩ, những người tại gia. Những kẻ giả danh sa môn ấy chẳng những thiếu thành thật, chỉ toàn nói lời dối trá để lừa gạt người tại gia, mà lại còn trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác nữa. Họ không tuân thủ giới luật, không chỉ giữ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di thập giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, lại còn gây ra không biết bao nhiêu thứ tội ác. Vô số tức là không phải chỉ có một loại, mà là rất nhiều loại ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hạng người như thế, những kẻ giả danh sa môn đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn: nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn, thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn, thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật. Thuở trước có một vị đại bồ tát phát nguyện rằng, giả sử có người phạm các tội ngũ nghịch tứ trọng thập ác thì tôi vẫn có thể cứu độ được, duy trường hợp trộm cắp tài vật của thường trụ, dù chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ thì tôi không thể nào cứu nổi, vì tôi không có cách nào cứu được người đó. Giả sử có người giết chết 84.000 cha mẹ của mình, tạo tội nghiệp thâm trọng đến dường ấy, thì bằng nguyện lực của mình tôi vẫn có thể cứu được người đó thoát khỏi địa ngục. Song lè nếu người đó trộm cắp tài vật, đồ ăn, thức uống của thường trụ, dù chỉ một hạt gạo thì tôi không tài nào cứu nổi. Qua lời nguyện trên, quý vị có thể thấy được rằng trộm cắp tài vật của chùa là tội lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Chúng ta những người tin Phật cần phải hiểu cho thấu đáo điều này. Phàm là tài sản của thường trụ như lúa gạo, đồ ăn, thức uống hoặc ngay cả một món đồ hết sức nhỏ bé tầm thường, nhưng nếu chưa được chủ nhân ở chùa cho phép thì quý vị cũng không được lấy. Bằng không sẽ mắc tội không cho mà lấy, và như thế kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn: ngài Địa Tạng thưa rằng, thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không được. Lược giảng: ngài Địa Tạng thưa với Ma Gia phu nhân rằng, thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, gây ra vô số nghiệp tội như tôi vừa kể, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Địa ngục có 5 loại không gián đoạn. Bấy giờ chúng sanh đó cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cũng không được. Kinh văn: Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng, thế nào gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng thưa rằng, thánh mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi. Địa ngục lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau. Thứ kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp vòng hơn 8 vạn dặm, thành đó thuần bằng sắt cao 1 vạn dặm. Trên thành có lửa tụ, không chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều sai khác. Lược giảng: Ma Gia phu nhân, mẫu thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng, thế nào gọi là địa ngục vô gián? Vì sao địa ngục đó lại có tên là vô gián? Ngài Địa Tạng thưa rằng, thánh mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi. Trong số đó, địa ngục lớn có 18 chỗ, có 18 sở ngục thuộc loại lớn nhất. Thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau. Thứ kế nữa lại có đến ngàn trăm, danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp vòng hơn 8 vạn dặm, thành đó thuật bằng sắt cao 1 vạn dặm. Bức thành này làm bằng sắt, cao 10.000 dặm lý và bao quanh một chu vi rộng hơn 80.000 dặm. Trên thành có lửa tụ, không chỗ nào hở trống. Trên mặt thành lửa cháy ngùn ngụt, lửa ở phía đông bắn sang tường thành phía tây, lửa ở phía tây lại bắn qua tường thành phía đông, lửa ở phía nam phụt sang tường thành phía bắc, lửa ở phía bắc cũng phụt tới tường thành phía nam. Trong địa ngục này đâu đâu cũng rực lửa và đông đảo vô số ác thú chẳng sót chỗ nào. Trong ngục thành đó, các nhà ngục nối tiếp nhau, danh hiệu đều khác nhau. Bên trong bức thành bằng sắt là các địa ngục nằm san sát nhau, và mỗi ngục đều có một tên gọi riêng biệt. Kinh văn: chỉ có một ngục tên là vô gián, ngục này chu vi 1.800.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm.
toàn bằng sắt và có lửa cháy suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Lược giảng, chỉ có một ngục tên là Vô Gián, chỉ có độc nhất một địa ngục có tên là Vô Gián mà thôi. Vô Gián tức là liên tục không gián đoạn, sự thống khổ trong địa ngục Vô Gián thì không có lúc ngừng dứt. Tội nhân ở đó phải chịu khổ sở đau đớn luôn luôn. Vì sao họ phải luôn luôn chịu đựng vô vàn thống khổ như vậy? Các linh hồn thọ tội trong địa ngục này là ai? Đó là những người đã từng gây ra tội lỗi. Mỗi người đều có một linh hồn, và nếu người nào có tội thì linh hồn của người đó phải vào địa ngục để chịu tội. Người ở thế gian nếu bị lửa thiêu hoặc bị chém thì đều có thể chết, và chết rồi thì chẳng còn biết đau đớn khổ sở gì nữa. Thế thì ở địa ngục phải chăng chết rồi thì cũng không còn hay biết gì cả. Đúng thế, cũng không hay biết gì cả. Tuy nhiên ở địa ngục thì tội nhân cứ chết đó rồi sống đó, sống lại rồi chết đi rồi sống lại, và cứ liên miên như thế mãi. Sống lại như thế nào? Ở địa ngục có hai loại gió, gọi chung là xảo phong, gió tinh khôn. Vì sao gọi là xảo phong? Bởi vì hai luồng gió này rất kỳ lạ. Một luồng gọi là xú phong, gió thối, và một luồng là hương phong, gió thơm. Hương phong thì làm cho tội nhân sống lại với tướng mạo rất viên mãn và sau đó được thăng lên cõi trời. Còn xú phong thì cũng làm cho tội nhân sống lại so với hình dạng vô cùng xấu xí như loài Atula vậy. Mấy hôm trước tôi đã có giảng rồi, mặt mày của họ rất xấu xí, mắt mũi miệng đều dọn nhà dồn hết về một chỗ với nhau, như muốn làm một công ty hợp doanh vậy. Quý vị thấy như thế có xấu xí kỳ quái không? Những người thọ tội ở địa ngục thì đa số là gặp ngọn gió xú phong. Bởi hễ xú phong thổi qua thì tội nhân sống lại và họ cứ phải chết đi rồi sống lại rồi chết đi. Thống khổ triền miên không hề gián đoạn nên gọi là Vô Gián. Ngục này chu vi 18,000 dặm, từng ngục cao 1,000 dặm. Chính vì từng ngục quá cao làm cản trở ánh mặt trời cho nên ở địa ngục luôn luôn tối tăm u ám. Tuy nhiên cũng may là còn có lửa. Nhờ có ánh lửa lập lòe mà tội nhân có thể trông thấy được một vài thứ ở chung quanh. Song lửa này là một thứ lửa nghiệp, nghiệp hỏa, có thể thiêu đốt tội nhân đến cháy da chín thịt, vô cùng lợi hại, thống khổ không tài nào chịu nổi. Bây giờ quý vị thử nghĩ xem, nếu phải vào địa ngục này thì chúng ta sẽ như thế nào? Ở đó chúng ta hoàn toàn không có sự tự do tự tại, dù chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Địa ngục Vô Gián có tường cao đến 1,000 dặm và toàn bằng sắt. Thứ sắt này vừa kiên cố lại vừa mát lạnh. Đó là biểu thị nghiệp báo của chúng sanh quá kiên cố. Đến chỗ này rồi thì trong lòng trở nên nguội lạnh, không còn tâm tranh danh, không còn tâm đoạt lợi, chỉ một mực chịu khổ mà thôi. Chao ôi, khổ quá, thật là quá khổ. Do đó nếu quý vị vào địa ngục này rồi thì cái tâm gì cũng không còn nữa. Bị tát một bạt tai cũng còn đỡ hơn nhiều so với cái khổ bị lửa nghiệp thiêu đốt. Bị đá một cú vẫn không đau đớn bằng bị chó sắt, rượt cắn. Và bây giờ quý vị sẽ cảm thấy thế nào là tri túc biết đủ. Và có lửa cháy suốt trên suốt dưới, cả bức tường đều hừng hực lửa. Ở trên lửa cháy phụt xuống, ở dưới lửa cháy bốc lên. Trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Tại bốn góc tường thành thì mỗi góc đều có một con chó sắt thật lớn trực sẵn. Tường ngục cao 1,000 dặm thì những con chó sắt này cũng cao khoảng 800 dặm. Mỗi con có 8 cái đầu, mỗi đầu có 8 cái sừng, tương tự như sừng trâu vậy. Như thế loài chó 8 đầu này, mỗi con có 64 cái sừng. Và mỗi khi chúng lúc lắc đầu hoặc quay tới quay lui thì biến thành vòng lửa, hỏa luân, vòng đao, đao luân. Hễ gặp người tội nào thì chúng lao tới dùng sừng mà đâm người tội đó. Trong quý vị có ai đã từng trông thấy quái vật như loài chó có sừng này chưa? Nếu chưa thì có thể đến địa ngục xem thử cho biết. Có điều xem xong thì không thể trở về lại được nữa. Lọt vào đó rồi thì bật tâm bật tích luôn, vĩnh viễn chẳng thoát ra được. Đến chốn ấy không phải như đi xem chiếu bóng, xem xong thì có thể thong thả ra về. Một khi đã vào địa ngục rồi thì quý vị chẳng còn nhà để về, cũng không được tự do tự tại nữa. Ở địa ngục Vô Gián, các loài rắn sắt và chó sắt đó không chỉ cắn tội nhân mà chúng còn có thể phun lửa, và mình mẩy chúng cũng rực lửa. Lửa ấy thiêu đốt thân thể chúng, gây ra một mùi hôi tanh khét lẹt, khiến ai người cũng phải lợm giọng buồn nôn, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn tuôn ra ngoài. Thật khó mà chịu đựng cái mùi thối tha nồng nặc như thế, cho nên chẳng cần phải đi xem. Bây giờ quý vị chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy bồn chồn khó chịu, không tự tại chút nào rồi.
Như vậy trên tường thành của ngục vô gián có rắn sắt và chó sắt lăng xăng bỏ qua bỏ lại, chạy tới chạy lui. Kinh văn: trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường, ngàn muôn người thọ tội thì mỗi người cũng đều tự thấy thân mình đầy chật cả giường. Đó là do các nghiệp chiêu cảm mà gặt lấy quả báo như thế. Lược giảng: trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, song giường đó không phải để cho người ta ngủ, thế thì để làm gì? Để cho các tội nhân lên nằm mà chịu tội. Giường đó như thế nào? Giường đó rộng đến cả vạn dặm, và nếu một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường, ngàn một người thọ tội thì mỗi người cũng đều tự thấy thân mình đầy chật cả giường. Một người nằm trên giường ấy thọ tội thì người ấy tự thấy thân mình choáng hết cả giường, mà dẫu có đến ngàn vạn người cùng thọ tội thì ai nấy đều tự thấy thân thể của chính mình trải đầy chiếm trọn cả cái giường rộng lớn. Đó là do các nghiệp chiều cảm mà gặt lấy quả báo như thế. Do sự cảm vời của ba tội chướng và ác nghiệp đã tạo khi trước, cho nên tội nhân phải nhận lãnh quả báo như thế. Kinh văn: lại nữa, các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở, như có cả ngàn trăm dạ xoa cùng các ác quỷ, răng nanh như đao kiếm, mắt như ánh điện chớp, tay có móng đồng lôi kéo người tội. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên không và hứng lấy hoặc để lại trên giường. Lại có chim ưng bằng sắt mổ ăn mắt người tội. Lại có rắn sắt quấn cổ người tội. Tội nhân còn bị đóng đinh dài vào các khớp xương và nóng đốt trong thân, kéo lưỡi cày bừa móc ruột bầm chặt, rót nước đồng vào miệng, quấn sắt nóng quanh thân, muôn lần chết đi sống lại, nghiệp cảm như thế trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: chúng ta bất luận trong lúc tụng kinh, niệm Phật hay trì chú đều cần phải biết vận dụng khí lực. Vận dụng như thế nào? Nguồn khí này phải phát xuất từ đan điền, và khi vận hành trở về thì cũng tụ lại ở đan điền. Đan điền tức là huyệt đạo nằm phía dưới rốn. Dù là lúc tụng kinh, niệm Phật hay trì chú, luồng khí này phát xuất đều phải từ đan điền, trả về cũng phải về lại nơi đó. Luồng khí phát ra từ đan điền thì vừa đủ, quý vị không nên dùng sức quá nhiều, song cũng không được quá ít. Cần phải bình thường vừa phải thôi, như thế mới không tổn khí, vì phát xuất từ đan điền. Đây là căn bản của khí, cho nên nguồn khí này là liên miên không đứt đoạn. Nếu không biết cách vận hành thì có thể gây thương tổn cho khí lực, làm nguyên khí bị đứt đoạn. Cho nên mọi người cần phải lưu ý điểm này. Chúng ta bất luận là viết chữ hay làm việc gì đều cần phải liên tục từ đầu đến cuối. Nếu quý vị vận dụng được năng lực của nguồn khí này, tức là có công phu vậy. Lại nữa, các tội nhân còn phải chịu đủ sự khổ sở, chịu đựng vô số thống khổ của chốn địa ngục, có cả ngàn trăm dạ xoa cùng các ác quỷ, răng nanh như đao kiếm, ánh mắt như ánh điện chớp, tay có móng đồng lôi kéo người tội. Dạ xoa vốn là loài ác quỷ. Ác quỷ chính là quỷ dạ xoa hay dược xoa còn gọi là quỷ tiệp tật chạy nhanh, bởi chúng có thể chạy rất nhanh. Có rất nhiều loài quỷ dạ xoa như phi đằng dạ xoa, quỷ dạ xoa bay nhảy nhanh, địa hành dạ xoa, quỷ dạ xoa đi trên đất, và loại ác quỷ đề cập ở đây chính là địa hành dạ xoa. Vậy trong địa ngục có vô số quỷ dạ xoa và ác quỷ, miệng của chúng trông như chậu máu, răng thì bén nhọn chẳng kém gì bảo kiếm, mắt lại lóe sáng như tia chớp, còn tay và móng vuốt thì cứng chắc như đồng. Chúng thò tay ra là túm chặt được người tội, bị chúng bắt được rồi thì hễ chúng bảo đi đâu là tội nhân phải đi đó. Chỉ một cái phất tay của chúng là tội nhân có thể bị hất văng ra xa tới cả mấy mươi trượng hoặc mấy trăm trượng, bởi chúng mạnh mẽ vô cùng. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào mình người tội, hoặc chúng miệng mũi, hoặc chúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên không và hứng lấy. Có một số quỷ dạ xoa thì cứ cầm cây kích bằng sắt thật lớn mà đâm bừa vào thân tội nhân, khi thì đâm trúng miệng trúng mũi, lúc lại thọc nhằm bụng nhằm lưng, đâm trúng rồi thì chúng hất tội nhân lên không trung, và khi tội nhân rơi xuống lại thì chúng giơ cây kích sắt ra để đón lấy hoặc để lại trên giường. Cũng có khi quỷ dạ xoa đặt tội nhân trên giường, song không phải để cho tội nhân nằm ngủ mà là để chúng lấy cây kích sắt ra đâm chém tiếp. Lại có chim ưng bằng sắt mổ ăn mắt người tội. Trong địa ngục còn có một giống chim ưng bằng sắt chuyên môn mổ mắt tội nhân mà ăn, hoặc mổ đầu tội nhân cho bẻ ra rồi moi lấy não mà ăn. Lại có rắn sắt quấn cổ người tội. Lại còn có một loại rắn bằng sắt chuyên môn quấn lấy cổ tội nhân.
Tội nhân còn bị đóng đinh dài vào các khớp xương và lóng đốt trong thân. Khắp cơ thể tội nhân, mọi khớp xương lóng đốt tay chân đều bị đóng bằng một loại đinh dài, kéo lưỡi cày bừa. Chúng ta không nên nói dối và cũng đừng nói chuyện thị phi, bàn tán lỗi phải của người khác. Bất luận người khác đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta đều không nên phê phán, kể lể hoặc nói xấu họ. Bằng không, trong tương lai, quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục bà thiệt, kéo lưỡi. Tội nhân ở địa ngục này đều bị kéo lưỡi ra rồi bị cày lên trên giống như cày ruộng vậy. Móc ruột bầm chặt, tội nhân còn phải chịu hình phạt là bị moi hết ruột ra và thân thể bị bầm chém. Rót nước đồng vào miệng, quấn sắt nóng quanh thân. Ở địa ngục này, tội nhân còn bị đổ nước nóng, đồng nấu chảy vào miệng hoặc bị quấn quanh người bằng dây sắt nung nóng. Chỉ một ngày một đêm tại địa ngục này thôi mà tội nhân phải chịu đến muôn lần chết đi sống lại. Nghiệp cảm như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Đó là do sự chiêu cảm của nghiệp lực. Hễ bị đọa vào địa ngục này rồi thì tối thiểu cũng phải ở đó tới mấy ức kiếp. Muốn được ra khỏi địa ngục này thật không phải dễ. Đã vào rồi thì đừng mong có kỳ hạn được thoát ra. Kinh văn: lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Thế giới khác đó hư hoại thì chuyển sang phương khác. Lúc phương khác đó hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi. Rồi sau khi thế giới này thành thì trở về lại. Những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế. Lại do có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm? Một là ngày đêm thọ tội cho đến bao kiếp không lúc nào dứt nên gọi là vô gián. Hai là một người cũng đầy trật, nhiều người cũng đầy trật nên gọi là vô gián. Ba là có những khí cụ hành hình người tội như cái chìa, gậy, chim ương, rắn, chó sói, chó, cối, cưa, đục, rũa, búa, rìu, vạc dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sống, niềng đầu, nước sắt nóng dưới thân và khi đói thì nuốt viên sắt, khát uống nước sắt. Quanh năm suốt kiếp cho đến na do tha kiếp khổ sở triền miên không hề gián đoạn nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận kẻ nam người nữ, khương hồ di địch, người già trẻ nhỏ, kẻ sang người hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ gây tội ác thì chiêu cảm lấy nghiệp, tất cả đồng chịu như nhau nên gọi là vô gián. Năm là nếu bị đọa vào địa ngục này thì từ khi mới vào cho tới trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm để muôn lần chết đi muôn lần sống lại. Muốn cầu tạm ngừng trong chừng một niệm cũng không được, trừ phi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh. Do cứ liên miên như thế nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng ra về tên của những khí cụ hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, thì trong suốt một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Mà già phu nhân nghe xong ưu sầu, chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Lược giảng, thọ mạng thông thường của nhân loại chúng ta hiện nay là trên 60 tuổi. Đây là nói chung chung thôi, không kể đến các trường hợp đặc biệt. Tuy có người thì sống tới hơn 100 tuổi, và cũng có người thì lại chết lúc mới lên 1 lên 2. Song chúng ta không thể căn cứ vào thiểu số cá biệt đó mà kết luận rằng tuổi thọ của nhân loại là 1, 2 tuổi hoặc hơn 100 tuổi được. Thọ mạng trung bình của con người vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế là 70 đến 80 tuổi, còn thời nay là từ 60 đến 70 tuổi. Ban sơ thọ mạng của loài người là 84.000 tuổi, sau đó cứ 100 năm thì tuổi thọ của con người lại giảm đi 1 tuổi, chiều cao cũng giảm bớt 1 tấc thốn, và cứ giảm như thế cho đến khi thọ mạng của con người chỉ còn 10 tuổi, đây là kiếp giảm. Từ thọ mạng 10 tuổi cứ 100 năm thì tuổi thọ con người lại tăng thêm 1 tuổi và thân cao thêm 1 tấc thốn, và cứ tăng như thế cho đến 84.000 tuổi, đây là kiếp tăng. Một lần tăng và một lần giảm gọi là một kiếp. 1.000 kiếp như thế gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp gọi là một trung kiếp. Và 4 trung kiếp gọi là một đại kiếp. Trong một đại kiếp, tức là 4 trung kiếp hoặc 80 tiểu kiếp, thì có 20 tiểu kiếp thành, 20 tiểu kiếp trụ, 20 tiểu kiếp hoại và 20 tiểu kiếp không. Thế giới nào cũng trải qua các giai đoạn thành trụ hoại không, nhất định phải có lúc hư hoại. Như mấy ngàn năm trước, có nơi là quốc gia mà nay cả lục địa đều chìm dưới nước, hoặc có nơi do động đất nên cả quốc gia, trọn làng hoặc nguyên cả một khu vực đều bị chôn vùi hết, đó chính là hoại vậy. Vậy bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp, lúc thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác, không phải là thế giới này hoại rồi thì chẳng còn địa ngục, chẳng còn nghiệp tội, không phải như thế. Thế giới này hư hoại rồi thì tội nhân phải rời qua thế giới khác, sống nhờ ở thế giới khác.
thế giới khác đó hư hoại thì chuyển sang phương khác, lúc thế giới khác cũng tuần tự hư hoại thì lại dời sang nơi khác nữa, lúc phương khác đó hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi. Nói tóm lại, hễ nơi nào bị hư hoại thì cứ thứ tự dời sang nơi còn tốt, rồi sau khi thế giới này thành thì trở về lại. Đợi đến khi thế giới ban đầu cũ được thành lập trở lại rồi thì lại trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián là như thế. Đó là những tội báo ở địa ngục vô gián. Vì sao gọi là vô gián? Vì tội báo ở địa ngục này là liên miên bất tận, không hề có sự gián đoạn. Lại do có 5 sự nghiệp cảm, 5 việc do nghiệp lực cảm vời mà ra nên gọi là vô gián. Địa ngục vô gián tiếng Phạn gọi là địa ngục A Tỳ. Những gì là năm? Năm sự nghiệp cảm ấy là gồm những gì? Một là ngày đêm thọ tội cho đến biết bao số kiếp không bao giờ dứt nên gọi là vô gián. Nghiệp cảm thứ nhất là tội nhân ở địa ngục này phải chịu tội suốt ngày suốt đêm trong vô lượng vô số kiếp. Bởi những khổ báo mà họ phải chịu do chót đã trồng cá nhân gây nghiệp thọ khổ thì không lúc nào ngừng dứt cho nên gọi là địa ngục vô gián. Hai là một người cũng đầy trật, nhiều người cũng đầy trật nên gọi là vô gián. Tại địa ngục này, một người ở thôi thì cũng thấy trật cả ngục, mà nhiều người ở thì cũng thấy đầy trật cả ngục nên gọi là địa ngục vô gián. Ba là có những khí cụ, hành tội như cái chìa, gậy, chim ưng, rắn, chó sói, chó, cối. Bởi thân người là một khí cụ tạo nghiệp, cho nên lúc thọ báo, thân thể con người cũng chính là khí cụ chịu tội. Như một loại máy móc vậy, cối tức là cái cối dùng để giã gạo, nhưng ở đây là để bỏ người tội vào mà giã nát ra. Lại còn có các hình cụ khác như cưa để cưa xẻ thân thể tội nhân, đục để đục khoét thành lỗ trên thân, rũa để mài rũa xương cốt, búa rìu dùng búa đập xương cho nát nhừ, vạc dầu sôi. Trong ngục lại có cả vạc dầu sôi sùng sục để chiên người tội, quý vị nghe có đáng sợ không? Ngoài ra trong ngục còn có cả lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống, niềng đầu, nước sắt, nước nóng, dưới thần nữa. Tội nhân còn bị niềng đầu bằng da sống hoặc bị đổ nước sắt nóng lên khắp mình mẩy. Và khi đói thì nuốt viên sắt, khát uống nước sắt. Những người tội này khi đói thì ăn gì? Khi đói bụng thì tội nhân chỉ có những hòn sắt để ăn. Và lúc cổ khô khát nước, họ không có nước lọc hay nước trà mà chỉ có nước sắt nóng để giải khát. Quanh năm suốt kiếp cho đến na do tha kiếp, khổ sở triền miên không hề gián đoạn. Bởi dòng dã từ năm này sang năm khác, cho đến vô lượng kiếp, những khổ báo ở địa ngục này vẫn cứ liên tục tiếp diễn, vĩnh viễn chẳng có lúc ngừng dứt, nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận kẻ nam, người nữ, khương hồ, di địch. Ở Trung Hoa, dân chúng sinh sống tại khu vực Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc đều nói tiếng quốc ngữ, và người Trung Hoa thời xưa thường gọi cư dân miền Hồ Nam là dợ phương Nam, Nam Man Tử. Vì sao gọi họ là man dợ? Vì người ta không hiểu họ nói cái gì, thuở ấy đừng nói là tiếng Anh, tiếng Mỹ, ngay cả tiếng Trung Hoa mà giữa người Trung Hoa cũng không hiểu được nhau nữa, cho nên mới gọi là man tử. Lúc bấy giờ nước Trung Hoa chưa có sự giao dịch với các nước phương Tây và người Trung Hoa cũng chưa thạo Anh ngữ. Thời cổ xưa, người Trung Hoa ở miền Trung ương thường gọi các dân tộc thiểu số sinh sống tại bốn phương là Nam Man, Bắc Khuyển, Đông Di, Tây Địch. Trong chữ Man có chữ trùng sâu bọ nằm ở dưới, ý nói người ở phương Nam như loài rắn vậy. Còn đối với người ở phương Bắc thì sao? Thì gọi là khuyển nhung, khuyển có nghĩa là chó. Trong chữ địch mọi dợ có chữ khuyển chó đứng một bên, ám chỉ dân chúng ở địa phương đó đều là từ loài chó biến thành khương, tức là bộ tộc người Khương. Quý vị hãy nhìn xem trong chữ khương thì có chữ dương dê nằm bên trên, ngụ ý rằng những người này là từ súc sanh biến thành. Còn hồ là bộ tộc người hồ. Người già trẻ nhỏ, bao nhiêu tuổi thì gọi là già, 80 tuổi thì được gọi là già, bao nhiêu tuổi thì gọi là trẻ nhỏ, đó là các trẻ em dưới 10 tuổi. Kẻ sang người hèn, quý vi thiên tử, vua là cao sang, tiện vi thứ dân, dân là thấp hèn. Vậy bất luận là nam nữ, mán mường, mọi dợ, già trẻ sang hèn, hoặc rồng hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ gây tội ác thì trêu cạp lấy nghiệp, tất cả đồng chịu như nhau. Nếu họ phạm tội ác thì nghiệp báo cảm vời mà họ phải nhận lãnh đều giống nhau, nên gọi là vô gián. Năm là nếu bị đọa vào địa ngục này thì từ khi mới vào cho đến khi trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm đều muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Tội nhân ở đây hễ chết
thì liền bị ngọn gió xào phong thổi tới làm cho sống lại thì tiếp tục thọ tội bị hành hình tới chết. Chết rồi thì lại gặp gió xào phong thổi cho sống trở lại nữa, nên nói là vạn tử vạn sanh, muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Cầu xin tạm ngừng trong chừng một niệm cũng không được. Các tội nhân trong ngục này chỉ cầu mong có một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi được tạm ngưng thọ khổ, nhưng chẳng bao giờ có được. Phải thế nào thì sự khổ đó mới đình chỉ? Trừ phi nghiệp tội tiêu hết mới được thọ sanh, chỉ khi nào nghiệp chướng tiêu tan thì tội nhân mới có thể thọ sanh nơi khác, vì cứ liên miên như thế nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu tức Ma Gia Phu Nhân rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng thêm về tên của những khí cụ hành tội cùng những sự khổ sở trong địa ngục đó thì suốt một kiếp cũng nói không hết được. Nếu kể ra thật tỉ mỉ như gây tội gì thì phải chịu quả báo gì, liệt kê đầy đủ tên của từng hình cụ cùng khí trượng và tất cả những sự thọ khổ ở địa ngục vô gián, thì dù có nói dòng dã trọn một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Ma Gia Phu Nhân nghe xong buồn rầu, chắp tay đảnh lễ mà lui ra. Sau khi nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát nói xong, thần mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vô cùng ảo não. Bà hướng về phía Bồ Tát mà cúi đầu đảnh lễ rồi lui vào trong. Hết phẩm thứ 3.